Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay bên em lại về được một con máy Daiwa Cadia. Con này là 2004 các bác nhé. Lô lên máy là lô 2506 các bác nhé. Về ngoại hình máy, ngoại hình thì cũng có trời sớt chút. Cái size này thích hợp cho các bác câu lua, câu UL. Cái dòng này thì có mạc siêu, nhiều công nghệ của Daiwa, dòng đời mới, vật liệu siêu nhẹ siêu cứng, hoạt động máy thì cực kỳ êm mượt các bác ạ. Dòng này câu các bác câu lua câu UL là chuẩn bài này, hoạt động êm mượt, chốt chặn ok. Có mặt siêu này, chống sự xâm nhập của ăn mòn của nước muối này. Con này còn đầy đủ sách, túi sách các thứ đầy đủ, phụ kiện đầy đủ hết nhé các bác nhá. Trong lít có thông số của con này này, radio là 4.8 này, trọng lượng 205g này, tải cá là 2kg này, số bậc đạn là 6+1 = 7 bậc đạn này. Cái dòng này có cốt trợ lực các bác ạ. Nè, có cốt trợ lực này. Nên các bác dòng cá sẽ khỏe hơn nhiều. Tải cá khỏe hơn. Hoạt động thì cực kỳ êm mượt, nhẹ nhàng. Con này nhẹ lắm, 205g. Rồi, con này 205g, giá là 1,7 triệu các bác nha. 1,7 triệu một con máy, tài khoản nguyên hộp phụ kiện. Các bác ưng thì nhắn tin vào số Zalo, sẽ có nhân viên chốt ơn cho các bác. Xin chào các bác nha.